lời nàng Ali ơi, cả đám cặp cả đám ơi cùng lỗ ca. Khâu a lê lầy a lê cặp lệ khâu lầy na cùng lệ khâu ơi nàng à. Lời nàng Ali ơi, vì bố đầy cả gáng ơi nặng lỗ đâm, bỏ Ali pha Ali nhằng lệ tính lệ đâm. Gặng lệ cá gặng ơi nàng ngà à nó. Các bạn đang hiện tại Xuân Hữu cùng với đoàn các anh chị em nghệ thuật diễn viên của đoàn Tuyền Quang đã có mặt tại homestay Quy Nga ở xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, Tuyền Quang. Thì cũng chia sẻ với tất cả các bạn thì hôm qua tất cả các em chị em diễn viên là làm cái chương trình liên hoan then xong thì lại mọi người về đây nghỉ ở trong cái homestay ở đây này. Đấy thì đoàn cũng vừa mới ăn sáng xong. Bây giờ là tiếp tục di chuyển từ đây đi xuống lòng hồ thủy điện Na Hang để có một cái chương trình giao lưu gặp mặt tất cả các thành viên trong câu lạc bộ hát then đàn tính Tuyên Quang. Đấy, sau đây xin mời tập thể các bạn cùng Xuân Hữu đi gặp gỡ giao lưu với tất cả các bạn yêu đam mê hát then đàn tính nha. Let's go. Thế này anh ạ. Đây. Anh ngồi xe này đâu? Đang quay. Con quay đầu. Nếu mà không bên chỗ này bên chỗ nhà hàng nhóm lửa. Đây bà thẹn nhá. Cái gì cũng xảy ra đây. Có đi đến quán. À chết được nó 20 quán nhá. Ông bảo lấy con mấy thì quán. Nếu mà đi lên Khởi Nhi là có quán. 15 20 cái tài lấy ông bảo lấy. Vâng. Đây vào. Được rồi. Lấy đồ nhá. Anh chạy cái đồng tiền đi. Tí này lấy Z anh ạ, buổi chiều Z đấy anh ơi. Để nó gió. Đây các bạn ơi, hiện tại Xuân Hữu đã có mặt tại hồ thủy điện Na Hang. Và bây giờ Xuân Hữu sẽ cùng tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ hát then đàn tính tỉnh Tuyên Quang lên trên chiếc thuyền mà chân nữ nhá. Đấy, các bạn cùng mình đi du lịch lòng hồ thủy điện Na Hang nhá. Let's go. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đại diện đại biểu khách quý, kính mời các bạn các đồng chí. Này chốt nghe MC Hiền Bình tại đây nha mọi người. À, xin chào. Hello như này. Được 5 cái rồi. 5 cái à? Ừ, 5 cái rồi. Hôm nào có bao họ cắt để thank you.
Cười lên, cười nào, cười nào. Là đoàn chúng ta sẽ chính thức khởi hành. Để ban tổ chức chúng tôi xin được thông báo với tất cả các đồng chí của các nhóm đến từ các huyện, chúng ta đăng ký danh sách các chuyên mục, gửi danh sách các Thank you.
con cháu thế này để dạy cho nó. Cháu này mới được 9 tháng tuổi. Đây chưa có cháu. Cháu này là cô. Bây giờ là chúng ta đã bắt đầu đến vùng đất Lâm Bình rồi, nên là cháu sẽ giới thiệu một chút cho toàn thể các cô các chú về vùng đất Lâm Bình của chúng cháu. Đầu tiên thì cháu xin được nói một chút về Lâm Bình như này ạ. Lâm Bình là huyện xa nhất của cách thành phố Tuyên Quang 150 km. Thứ hai, huyện Lâm Bình là huyện trẻ nhất toàn quốc hiện nay. Huyện Lâm Bình thì thành lập vào năm 2011, cách đây 9 năm ạ. Và sắp tới vào năm 2021, vào lễ hội Lồng Cồng sắp tới tháng Giêng năm 2011 thì huyện Lâm Bình sẽ kỷ niệm tròn 10 năm thành lập huyện. Thứ ba là huyện Lâm Bình là huyện có độ che phủ rừng lớn nhất toàn quốc. Và hiện nay thì độ che phủ rừng của huyện Lâm Bình chiếm 3/4 diện tích toàn tỉnh của chúng ta. Và huyện Lâm Bình là huyện có số dân tộc thiểu số lớn nhất của tỉnh Tuyên Quang. Ở trên Lâm Bình có 12 dân tộc thiểu số và chiếm đa số vẫn là dân tộc Tày của chúng ta. Và đặc biệt huyện Lâm Bình có một dân tộc mà chỉ có ở tại Lâm Bình và huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang, đó là dân tộc Pà Thèn. Và gắn với dân tộc Pà Thèn thì có một lễ hội rất nổi tiếng, đó là lễ hội nhảy lửa. Các cô, các chú đã nghe thấy bao giờ chưa ạ? Rồi ạ. Rồi đúng không ạ? Trong lễ hội nhảy lửa có một cái nghi lễ rất là quan trọng. Và đối với lễ hội nhảy lửa thì hiện nay chưa có một nhà khoa học nào giải thích được tại sao là những chàng trai dân tộc Pà Thèn với những đôi chân trần, với những đôi tay trần của mình mà người ta đời tham gia hoặc là người ta nhảy vào một lống lửa đầy dựng như vậy mà chân tay của người ta vẫn không bị làm sao cả, không bị bỏng như người bình thường. Đó, đấy là một hiện tượng mà hiện nay khoa học, các nhà khoa học của chúng ta vẫn chưa thể giải thích được tại sao. Bắc cầu mây thảm kéo lăng can ca đi tàn hội quân hà bình an hẹn hôm hội quân lập mưa kéo đi sinh như vậy là trong một thời gian di chuyển thì đoàn của mình đã có mặt tại thác Khổi Nhi. Xin mời các bạn cùng tham quan thác Khổi Nhi với Trường Mỹ nha.
cây phát hiện. Hiện tại thì các bạn ấy bên trong đoàn đang chuẩn bị để dùng bữa trưa. Đấy, giới thiệu tất cả mọi người thì lên du lịch khu đồng hồ sinh thái ở Na Hang. Đấy thì các bạn sẽ được thưởng thức những cái món đặc sản quê hương ở đây. Đây xin mời các bạn, thì đây là món mời vừa và hành chuyên giới thiệu đi nhỉ. Một số món mời hỏi các bông của các vị trí ai thuê đã chuẩn bị xong cả chưa? Vâng, chúng tôi để công chí. Hôm nay rất là vui chúng ta tổ chức gặp mặt. Xin mời tất cả các mâm chúng ta hãy cùng nâng. Các bạn ơi, hiện tại đây là những cái món ẩm thực ở lòng hồ thủy điện hồ Na Hang. Sau đây xin mời Hạnh Duyên. Hạnh Duyên ơi, dạ. Em giúp anh giới thiệu về các món đặc sản ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì trước mặt của Hạnh Duyên đây chính là món xào mổ lam. Đây xào. Vâng, đây là món xào mổ lam xào với tỏi ạ. Vâng, rất là ngon ạ. Còn món này thì là thịt gà đây ạ. Chắc chắn là món gà gà ta tại gà chạy bộ tại Na Hang. Vâng, và đây là món rau dớn nộm ạ. Đây thì cá gọi là cá tách dầu. Tách dầu. Tách dầu. Đây thì món thịt lợn. Đây thì cá. Và đây cá nướng và đây là măng người ạ. Rồi, phần nào thì anh giới thiệu luôn. Còn giới thiệu các bạn đây là món tôm của hồ luôn ạ. Đấy. Còn cái món đặc sản ở đây là cái món thịt lợn, đây là thịt lợn đen. Đây là thịt lợn rất là đặc sắc, đây là đen thả đồi trong rừng luôn. Đấy. Tất cả mọi thứ là nuôi tự nhiên hết. Đấy, sau đây xin mời toàn thể mọi người sẽ ăn trưa cùng với đoàn mình nhá. Và hiện tại còn đây nhé chú anh, đây là cái món đặc sản men lá, món men lá của Na Hang. Thôi cả nhà mình nhá. Tất cả những cái món này đều là của núi rừng của Na Hang nhé. Đúng rồi. Mời cả nhà. Chúc mừng. Anh ơi, không ai chứng kiến ạ, không ai chứng kiến, không ai thấy. Anh chứng ngồi luôn này. Anh. Nha, mời cả nhà nhé. Xin mời ạ. Giới thiệu thêm một chút về cá tép dầu nhé. Cái cá tép dầu tại sao lại gọi là cá tép dầu? Cái cá tép này bản năng của nó là có dầu sẵn trong cá. Khi chiên là không cần phải mỡ, không cần dầu. Chỉ cần một chút dầu nho nhỏ, dầu trong cá tự tiết ra, đó là tép dầu. Chuẩn chuẩn, anh nói cho mình. Ở ngoài đây. Cái này là chúng con à? Được mọi người xuống ạ. Thank you.
Gặp mặt lần thứ 5 tại đơn vị Na Hàng. Chúng tôi những người thực hiện chương trình rất vui mừng được đón tiếp các vị đại biểu khách quý. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đến dự với chương trình giao lưu gặp mặt ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ nhân Hàm Ngọc Kiến đến từ thành phố Tuyên Quang. Xin được trân trọng kính giới thiệu nghệ nhân trẻ Chu Văn Thạch đến từ đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Trân trọng kính giới thiệu nghệ nhân trẻ Quang Hữu đến từ Sở Văn hóa tỉnh Hà Giang. Cùng với đó là sự có mặt đông đủ của hơn 60 thành viên câu lạc bộ hát then đàn tính tỉnh Tuyên Quang đến từ các đơn vị, các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình đã cùng có mặt đông đủ trong chương trình giao lưu gặp mặt ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, ngay sau đây thì không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với lần lượt các tiết mục tham gia biểu diễn giao lưu tại chương trình giao lưu gặp mặt lần thứ 5 được long trọng tổ chức tại lòng hồ thiên nhiên Na Hàng, Lâm Bình. Đến với tiết mục đầu tiên, theo thứ tự biểu diễn và ban tổ chức chúng tôi đã thông báo, đó là tiết mục tham gia biểu diễn đến từ huyện Yên Sơn. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để đón chào tiết mục đầu tiên của chương trình giao lưu hôm nay. Anh em bảo mọi người tản từ đấy ra. Có kìa, có con vào. Không thế nào này này. Không là hình ảnh không đẹp. Hình ảnh không đẹp. Xuống dưới này, ban quốc vị xuống dưới. Dẹp. Tiền xuống dưới. Đúng rồi. Xin mời tiết mục Yên Sơn cùng với phía trước ạ. Thank you.
có xin hoàn bài thơ. Đến với bài hát Hẹn Em Về Na Hàng. Lá Xuân Thảo với Quảng Châu đã năm nay có 7 tuổi nhưng mà còn kèm thêm một con quả trứng nữa. Thế như vậy thì tích bút của ông Mao Văn Đức sinh ra từ Na Khả, trong lên bí thư huyện Na Hàng, xong là bây giờ phó trợ từ hiện nay đã nghỉ hưu, phó trưởng thể thao và du lịch. Thế cái tích bút của ông Mai Văn Đức đã viết mưa nơi vùng quay tẩu giáp ca kỳ lai tàu chủ căn mưa là hang quê nọ mưa bé tắm bắt tiền không biết ơi chú khách ơi bầu nó tăng nà biển phần cha cha tàng thương quá chùa căn ơi mưa trồng cha ta cha bông chú kêu nó lòng đặc lý mùa bao câu đêm dài.
bé hát giỏi hơn. Cha nào con đấy là thêm về những thông tin rất quan trọng về hát then của dân tộc Tày chúng ta thông qua